Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Giả Sử Việt xin trân trọng giới thiệu tới các bạn một vài tản mạn về chủ đề ba thành tựu rực rỡ của nước Âu Lạc. Nhiều vấn đề của nước Âu Lạc cho đến nay đã được làm sáng tỏ ít nhiều, nhưng vẫn chưa đầy đủ về lịch sử kinh tế xã hội của quốc gia cổ đại từ hơn 2.200 năm trước. Để làm sáng tỏ bức tranh toàn cảnh của nước Âu Lạc, cần nêu lên một số thành tựu rực rỡ của quốc gia cổ xưa này. Thành tựu đầu tiên, công nghệ luyện đúc đồng phát đạt. Nền văn hóa khảo cổ học Đông Sơn phân bố khắp lãnh thổ miền Bắc nước ta kéo dài từ suốt thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên đến các năm sau công nguyên, mà tiêu chí là công nghệ luyện đúc đồng đạt đến trình độ điêu luyện. Các trung tâm lớn của văn minh Đông Sơn có nhiều, nhưng những địa danh liên quan đến thuộc phán Âu Lạc lại nổi trội hơn hết. Đó là Đào Thịnh Yên Bái với sưu tập hiện vật đồ đồng đa dạng, trong đó có thạp đồng Đào Thịnh và nhiều trống đồng Đông Sơn. Đó là Cổ Loa, kinh đô của nước Âu Lạc, lại là địa danh văn minh Đông Sơn xuất sắc vùng hạ lưu sông Hồng phía dưới Diệt Trì. Ở Cổ Loa có nhiều trống đồng Đông Sơn thuộc trống loại Ihego, có hàng dạng mũi tên đồng. Cũng tại khu vực Cổ Loa tìm thấy nhiều lưỡi cày đồng. Có lẽ chưa có một địa danh văn minh Đông Sơn nào lại quy tụ nhiều loại hiện vật có giá trị tiêu biểu như ở Cổ Loa. Thành tựu thứ hai, chinh phục đồng bằng sông Hồng. Việc dời đô về Cổ Loa, bỏ qua Diệt Trì Phú Thọ thời Hùng Vương chứng tỏ rằng cư dân Việt cổ của nước Âu Lạc đã chinh phục được đồng bằng sông Hồng. Điều lý thú là hàng loạt lưỡi cày đồng tìm thấy ở Cổ Loa, chứng tỏ rằng lúc đó nghề nông làm lúa nước bằng cày, có thể do người kéo hay súc vật kéo, đã phát triển. Cây lúa hạt thóc là lương thực chủ đạo của cư dân Âu Lạc, những ruộng lúa gian châu thổ sông Hồng đã chín vàng vào mùa khô là điều chắc chắn. Thời Âu Lạc của An Dương Vương đã khác thời Giang Lan của Hùng Vương về lương thực là rõ ràng. Bởi vì thời Hùng Vương đồng ruộng dùng trung du, những đồng bằng hẹp gian sông, lợi dụng thủy triều lên xuống để làm ruộng. Tất nhiên, kết quả là có hạn. Đến thời An Dương Vương, ruộng đất được cày xới, nghề nông dùng cày hiệu quả hàng chục lần hơn nghề nông dùng quốc thời Hùng Vương, là một tiến bộ vượt bậc. Giới nông nghiệp dùng cày, kinh tế thời Âu Lạc đã đạt đến trình độ cao. Đó là thành tựu rực rỡ của Âu Lạc. Thành tựu thứ ba, phát triển đô thị cổ. Giới thành Cổ Loa, lâu nay giới nghiên cứu nói nhiều đến ý nghĩa quân sự của tòa thành này. Nhưng điều mà ít người nói đến Cổ Loa là ở vị thế đô thị cổ của nó. Có thể là trung tâm hành chính không phải là đô thị cổ và trung tâm quân sự chưa phải là đô thị cổ. Nhưng Cổ Loa là đô thị cổ đích thực, bởi trình độ kinh tế thời Âu Lạc đã được thể hiện ở Cổ Loa, từ làng Mạc Dương tới đô hội, nơi có tất cả mọi ngành nghề, quay về hướng Nam, nơi có đồng bằng màu mỡ, có nhiều con sông nối với Cổ Loa, sông Hồng, sông Cầu. Ba hạng mục thành tựu rực rỡ của Âu Lạc như vẫn còn đó trong những gì mà người Việt cổ lưu lại cho con cháu, từ truyền thuyết di tích hiện vật đến tâm tưởng của mọi thế hệ con cháu của Âu Lạc.